Hi, chào tất cả các bạn. Hôm nay EasyShop xin giới thiệu bộ sưu tập túi Coach được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, USA. Các bạn có thể nhìn thấy sự tinh xảo của một sản phẩm authentic. Toàn bộ các sản phẩm được làm bằng chất liệu da thật. Phù hợp cho mọi lứa tuổi. Sang sản phẩm thứ hai, một sản phẩm với màu sắc truyền thống nhưng không bao giờ lỗi mốt. Khi dùng được sản phẩm chính hãng, càng dùng các bạn càng cảm thấy yêu sản phẩm. Và lần này chúng tôi xin giới thiệu một xu hướng sản phẩm túi mới đã được rất nhiều phái đẹp tại thị trường Mỹ ủng hộ với thiết kế túi ngăn kéo hai bên. Sản phẩm có thể phù hợp với việc đựng iPad, cả một kho tàng có thể chứa được ở trong chiếc túi này. Chiếc túi vẫn có ngoài quai sách còn kèm theo quai đeo. Thực sự đây là một sản phẩm mới, dùng sản phẩm Coach Authentic do EasyShop phân phối. Càng dùng sản phẩm, các bạn càng yêu mến sản phẩm. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm EasyShop fanpage túi Coach Order Mỹ. Số điện thoại 0904 686833. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.